Hello mọi người, hôm nay Vương làm video này để giới thiệu với mọi người một cái mô hình thủy canh khác nữa nha. Vương trồng cải keo ở trong cái trụ thủy canh đó. Cái trụ thủy canh này được có cái là nó rất là tiết kiệm diện tích, rất là nhỏ. Diện tích ở đây chưa được 1 mét vuông nữa là mình trồng được khoảng 40 cây cải keo ở trên đây rồi đó. Sở dĩ Vương trồng cải keo là tại vì bà xã Vương rất là thích cải keo này xài lấy nước uống. Bà rất là thích uống. Cải keo này nó có được cái là nó rất là nhiều mineral, nhiều khoáng chất ở trong đó. Và nó cũng có rất nhiều đạm thực vật á. Thì có rất là nhiều những cái vitamin tốt cho cơ thể. Cho nên Vương trồng cái này để cho bà xã Vương hái lá xay nước uống. Cái này thì được khoảng chừng 25 ngày rồi đó. Mình chuẩn bị hái lá rồi đó. Nó thì rất là ngon. Mọi người thì thích cái kiểu mà xay nước uống rồi này kia, hay là xào rồi này kia ăn đó. Còn Vương thì đặc biệt rất thích cải keo này nhúng lẩu. Ngon lắm. Cải keo nhúng lẩu rất là ngọt. Rất là ngon. Vương trồng cái này á, thực ra thì Vương trồng ở cái hệ thống thủy canh như vậy nhiều lắm. Vương trồng cái hệ thống thủy canh ở trên bàn này á, thì cái vườn của Vương thì cũng cỡ chừng 1000 mấy mét vuông thôi. Vương trồng đủ thứ hết, cũng có cải keo trong đó nữa, nhưng mà thu hoạch cái đó thì thường thì để bán, nhưng mà cải keo thì Vương thấy thị trường ở Việt Nam này cũng chưa có chuộng lắm, chưa có nhiều người biết ăn lắm. Nhưng mà thật ra thử một lần đi, mọi người sẽ thấy nó còn ngon hơn là cải ngọt, hay ngon hơn là những loại cải thuần tí mình ăn nữa. Nhưng mà nó lại có rất là nhiều dinh dưỡng ở trong đó, rất là nhiều những cái khoáng chất ở trong đó mà mình cần thiết cho cơ thể. Ở thực vật thì mình có nhiều khoáng chất chừng nào tốt chừng đó. Cái trụ cải keo này á, Vương trồng kế bên cái vườn dưa luôn nha. Cái vườn dưa này thật ra Vương cũng không biết cái giống dưa gì nữa, mà ông anh Vương cũng nói á, dưa này chắc dưa heo leo vàng hay sao, trái nào trái nấy chà bá vậy nè, nó bự vậy đó, nó tròn như con heo rồi chứ nó không có giống như dưa chuột chút nào á. Cái này không biết mình gọi là dưa chuột hay dưa leo hay dưa gì nữa, mà nó bự vậy đó, mà cái hộp vẫn còn non, nó non chèo mà nó rất là giòn đó. Các bạn thấy không, trái nè chà bá luôn. Hồi nó lên tới đây là bắt đầu nó chơi ra chùm đó, ra một đống vậy đó, nhiều trái lắm. Bông hoa trên đây thì cũng quảng luôn, đậu trái cũng rất là nhiều. Cái vàng này không biết nó có chịu nổi hay không nữa. Bây giờ Vương thấy trên đây còn có mấy trăm trái rồi đó, bự lắm, rất là nhiều. Mà trái nào trái nấy mai mốt nó giống vậy nè, nó ngắn ngắn vậy đó, mà nó tròn như là con heo mậu vậy đó. Nên ông anh Vương nói này là dưa heo leo vàng chứ không phải là dưa chuột. Dưa chuột gì đâu mà nó không có dài, không có ấy gì hết. Nhưng mà cái đặc biệt đặc tính của cái dưa này là cái ruột rất là nhỏ nha, cái ruột nhỏ xíu à. Để Vương hái thử một trái coi. Đây đó, cắn thử một cái cho mọi người coi nha. Tại vì cái này nó lạ lắm, cái ruột có chút xíu à. Đó, mọi người thấy không, cái ruột nhỏ vậy đó. Đó, cái hộp vẫn còn non, rất là non. Dưa rất là ngọt, rất là ngọt luôn, phải nói là rất ngọt. Mà nó lại non tới như vậy mà nó rất là giòn, thích lắm. Vương gần như chiều nào cũng sáng hay chiều nào cũng ra đây hái dưa ăn hết á. Tại vì mình trồng mà, mình tự trồng mà, nên mình biết nó sạch tới cỡ nào. Là như được con cái dưa đồ rau rồi mình tự trồng á, thì mình biết là mình cho nó ăn cái gì. Trồng thủy canh thì được cái đó, mình bón phân gì, nồng độ bao nhiêu và dinh dưỡng tới đâu là hợp lý thì mình hoàn toàn biết được, và mình hoàn toàn có thể chẩn đoán được, thì mình có thể cho nó ăn bao nhiêu và cái tới thời điểm nào mình thu hoạch ở lúc nào và nó ngon lành ra làm sao, dinh dưỡng nó ra làm sao, mình đều có thể kiểm chứng được hết. Vương trồng thủy canh này cũng hơn 20 năm rồi. Đa phần hồi trước giờ thì cũng trồng ở Mỹ, sau này mới có cái vườn này ở Việt Nam thôi. Cái vườn này thì cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, trong công việc thì vui vẻ làm thêm cái vườn này cho vui vậy đó, đầu tư thêm. Nói chung là vì đam mê thôi, làm cho gia đình có ăn là chủ yếu, chứ không nghĩ tới chuyện mà buôn bán thương mại đồ nhiều, cho nên cũng không cạnh tranh gì với ai hết đó. Rồi hôm nay chúc vậy thôi nha, cảm ơn mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe mùa dịch nha, bye bye.